Hello, xin chào anh em. Quý khách hàng của các bạn đã tiếp tục trở lại với kênh mua bán xe tải cũ của bên mình. Ngày mới kính chúc anh em, quý khách hàng của các bạn nhiều sức khỏe và luôn có nhiều thành công trong công việc cũng như là cuộc sống. Một ngày tràn đầy năng lượng và tràn ngập tiếng cười. Ngày hôm nay tiếp tục lên cho anh em một mẫu xe tải van, hai cửa lùa, một cửa bạc phía sau, sử dụng hệ thống ti chống bằng thủy lực. Một chiếc xe đời cao 2022 ở Đông Ben, ớt Ram. Với dung tích xi lanh của khối động cơ là 1,5 lít nha anh em, 5 chỗ ngồi, 3 hàng ghế phía sau, 3 chỗ ngồi phía sau và 2 chỗ ngồi phía trước. Xe này điều đặc biệt là siêu lướt, đi mới có 1.000 mấy km thôi, 1.400 anh em. Đó, vô lăng trợ lực điện rất là nhẹ nhàng, máy lạnh rất là mát rượi, hộp số là 5 số tiến 1 số lùi, kính chỉnh điện, khóa cửa trung tâm, vô lăng trợ lực nhẹ nhàng. Đó, nói chung là mọi thứ đều rất là xịn sò, máy lạnh teo luôn anh em. 5 số tiếng một số lùi nha. Là 2022, niên hạn sử dụng đến 2047, xe lướt. Đó, với mức giá dự kiến chào bán giờ anh em tải van này là 220 triệu, có thương lượng cho anh em đi xem xe và trải nghiệm xe mình. Anh em thấy mới đi được có 1.300 km thôi, tương đối rất là ít. Tại chỗ cũ mua về đậu là chủ yếu anh em. Ít hàng. Không có hàng nữa thì sang nhượng lại cho những anh em cần cái dòng xe tải van siêu lướt như này. Đường kính mâm là 13 inch nha anh em, 5 chỗ ngồi, ghế bọc nỉ rất là sang trọng luôn. Sử dụng hệ thống hai cửa lùa hai bên hông, giao hàng hóa rất là tiện dụng. 650 kg nha, đây là cái thùng hàng phía sau chở được 650 kg. Xe sử dụng động cơ xăng, dung tích của nó là 1,5 lít. Khối lượng toàn bộ là 2,2 tấn, khối lượng bản thân là 1,2 tấn, chạy trên phố 24/24 nha anh em. Giao hàng đồ thành phố rất là tiện dụng. Một xe tải van giống như xe con anh em, 5 chỗ ngồi nhưng mà có niên hạn sử dụng nha, giống như xe bán tải vậy thôi. Nhưng mà điều đặc biệt là xe tải van này là thùng hàng liền khói với cabin, cho nên người ta gọi là xe tải van là vậy đó anh em. Có camera yeah luôn, nói chung là rất là đầy đủ đồ chơi nha. Đó, thì cái thùng hàng dài 1,4 m, ngang là 1,460 m và cao là 1,3 m. Đó, nói chung là cũng rất là rộng rãi cho anh em chất chứa hàng hóa để giao thành phố và luồn lách trong những đường hẻm hóc rất là ok. Nếu anh em quen tâm cái mẫu xe tải lướt mà xe tải van này thì cứ liên hệ trực tiếp với mình hoặc đến đây xem xe trải nghiệm mà lái thử. Đông Ben S-Ram với 650 kg, 5 chỗ ngồi, tải van 2022 siêu lướt, đi 1.400 km, máy lạnh đầy đủ, kiểu thiết kế mặt ca lăng giống như là BMW đúp, rất là sang trọng, rất là đẹp. Đó, nói chung là một xe tải mình thấy khá là xịn, 220 triệu, rẻ hơn xe mới đâu đó gần 60 triệu anh em. Đó, nếu anh em quan tâm cái mẫu xe này cứ liên hệ trực tiếp mình hoặc cái này xem xe trải nghiệm và lái thử. Nếu cảm thấy phù hợp thì có thể riêng em nói về phục vụ mục đích kinh doanh vận tải bằng chuyển hóa của anh em, quý khách hàng của các bạn. Và đây là cái khối động cơ của nó, động cơ xăng. Dung tích xi lanh là 1,5 lít, công suất đạt 80 kW, tiệm tui 5.200, máy xăng 4 máy, máy lan can như mới. Nói chung là máy zin toàn bộ, xe này là zin toàn bộ từ đầu đến đuôi như xe mới, siêu xe lướt anh em. Với mức giá 220 triệu rẻ hơn xe mới gần cả 60 triệu. Cảm ơn anh em đã theo dõi cái video này. Xin chào hẹn gặp lại anh em, quý khách hàng của bạn trong những cái video báo giá cũng như là cập nhật liên tục tình hình cho cả xe đời cũ tiếp theo của mình. Cảm ơn rất nhiều, xin chào hẹn gặp lại anh em, quý khách hàng của bạn trong những video tiếp theo.